ở Hàn Quốc có một nghề gọi là hải nữ. Công việc hàng ngày của họ, đó là ngồi trên thuyền đánh cá, đi ra bán đảo ngoài khơi. Đây là vùng biển sâu, hải sản rất phong phú. Sau khi đến nơi, mỗi cô gái sẽ ném một túi khí xuống nước. Rồi tất cả nhảy xuống biển. Sau đó một hơi lao xuống đáy biển. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể trở thành hải nữ, phải có kỹ năng bơi lội rất tốt, ở trong nước có thể nín thở ít nhất 5 phút. Hơn nữa, công việc này cực kỳ nguy hiểm, vì vùng biển này thường xuất hiện cá mập ăn thịt người cho nên có rất ít người có thể làm nghề này sau khi lặn xuống đáy biển đó là lúc thu hoạch bào ngư so điệp hải sâm và hải sản như hầu sống có ở khắp mọi nơi các hải nữ khi không chịu nổi nữa chỉ có thể đưa cá lên mặt nước để thở và thả con cá vào túi lưới nổi sau đó lặn xuống đáy để đánh bắt tiếp hải nữ rất giỏi sử dụng kỹ năng truyền động lực một người có thể lặn rất nhanh người kia cũng có thể nổi lên rất nhanh chưa đầy một giờ các cô gái biển đầy ấp cá đôi khi bắt được một con cá biển lớn sau đó công nhân trên tàu đánh cá họ sẽ dùng cần cầu để treo túi lưới đầy cá lên thuyền đánh cá nơi những người phụ nữ biển sống đó là một làng trài nhỏ ở hàn quốc tên là cheon vùng biển này là món quà của thiên nhiên có thể làm cho làng trài nhỏ này sống khá giàu có như một nhà máy hóa chất cần làng trài nó làm ảnh hưởng đến vùng biển mà các hải nữ đang sống do ô nhiễm nguyên liệu hóa học các cô gái tìm thấy hải sản mà họ vất vả vớt lên luôn chết và thối rữa với tốc độ cực nhanh không thể bán được một số đã chết và phân hủy trước khi được vớt lên hải sản mà các cô gái đã liều mạng bắt được bắt đầu trở nên vô giá trị, nhưng hải nữ không thể chống lại nhà máy hóa chất đó. Và một cách khác để kiếm sống xuất hiện. Những năm 90, nền kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, dựa vào thương mại xuất nhập khẩu thịnh vượng. Bọn buôn lậu sẽ buôn lậu rất nhiều hàng hóa, ném ra ngoài khơi, sau đó lại phái người đi vớt lên bờ, như vậy sẽ tránh được mức thuế khổng lồ, mang lại lợi nhuận cực lớn. Cảng Busan là một trong những cảng sôi động nhất Hàn Quốc, vùng biển gần cảng Busan là thiên đường của bọn buôn lậu. Làng trài nơi các cô gái biển sống là con đường bắt buộc để đi đến cảng Jin San. Có nhiều tội phạm buôn lậu thường ném hàng hóa buôn lậu, chủ yếu là rượu, tại khu vực biển này. Sau đó thuê ngư dân địa phương vớt. Sau khi các cô gái ở làng Cheon mất phương tiện kiếm sống, dưới sự giới thiệu của người trung gian, thế là gia nhập đội cứu hộ buôn lậu. Việc thu hồi hàng hóa rất đơn giản. Hàng hóa bị trói bằng đá chìm xuống đáy biển. Hải nữ chỉ cần lặn xuống đáy biển, cắt dây thừng và hàng hóa sẽ tự nổi lên. Sau đó tàu đánh cá sẽ dùng cần cầu để nâng hàng lên tàu. Sau khi lên bờ sẽ lặng lẽ giao hàng cho bọn buôn lậu. Kết thúc toàn bộ quá trình, hải nữ sẽ được trả tiền công hậu hĩnh. Tất nhiên, công việc này không phải ai cũng có thể làm được. Phải có khả năng bơi lội tốt, nguy hiểm nhất là khi trục vớt hàng lậu bị hải quan bắt giữ. Vì vậy, tốc độ là rất quan trọng, nếu mặc đồ lặn, không chỉ tốn kém hơn, mà còn rất tốn thời gian, và những hải nữ thì linh hoạt như cá heo trong nước. Có thể đợi lệnh 24 giờ và xuống nước bất cứ lúc nào, đây là lựa chọn tốt nhất cho bọn buôn lậu, dựa vào nghề nghiệp mới nổi này. Chỉ có 6 cô gái biển ở làng Cheon kiếm được bộ tiền, một ngày nọ, người trung gian quá lời để làm việc lại cho họ, hàng hóa cần trục phát lần này là vàng lậu. Vàng không giống như hàng hóa thông thường, giá trị cực kỳ cao, một khi có sai lầm thì cái giá phải trả là rất đắt, đối với buôn lậu hàng hóa thông thường, nếu bị bắt bởi hải quan, những hải nữ là những người tham gia, nhiều nhất là bị tạm giam 10 ngày nửa tháng, tham gia buôn lậu vàng, một khi bị bắt sẽ phải đối mặt với trọng tội ngồi tù. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này thủ lao cũng cực kỳ hậu hĩnh cho họ tự do tài chính một khi đã nếm được hương vị ngọt ngào ham muốn sẽ tăng lên có một cô gái tên là chu di lập tức nhận nhiệm vụ ngay nhưng hải nữ đội trưởng dê ông xúc lại cảm thấy bất an nhiệm vụ lần này chỉ có hai người biết sáu cô gái biển trong làng tất cả đều được cha của dê ông xúc quán luyện ông ấy điều khiển tàu đánh cá trong làng hơn nữa cực kỳ bảo thủ chắc chắn sẽ không đáp ứng nhiệm vụ mạo hiểm vất vàng vì vậy chu di thuyết phục dê ông xúc cố tình che giấu sự thật nói với cha và các cô gái khác rằng nhiệm vụ lần này chỉ là hàng hóa thông thường rồi đưa mọi người ra biển lần nữa nhiệm vụ lần này vẫn xuân sẻ như thường lệ nhưng thùng cuối cùng bị kẹt dưới đáy biển sau đó thùng hàng cũng nổi lên mặt nước nhưng sợi dây bên trên đã bị đứt họ buộc lại hàng do không đủ chắc chắn nó đã rơi xuống biển khi đang kéo lên trong nháy mắt một thùng vàng thỏi rơi xuống đáy biển hải nữ phải súng vớt lên lần này đến lần khác làm chậm trễ không ít thời gian càng thêm bi thảm chính là trên mặt biển đột nhiên vang lên tiếng còi báo động hai tàu cảnh sát biển trực thuộc hải quan nhanh chóng tiếp cận họ mọi người lập tức bối rối thuyền trưởng khởi động tàu đánh cá để trốn thoát hải nữ cũng nhanh chóng ném hàng hóa xuống biển muốn phi tang vật chứng nhưng mọi thứ đã quá muộn thuyền đánh cá không thể trốn thoát bởi vì mỏ neo mắc phải tảng đá dưới đáy biển con trai thuyền trưởng đứng ở mũi tàu kéo dây thừng với các cô gái không ngờ sợi dây bỗng dưng đứt đánh trúng con trai thuyền trưởng, khiến anh ta rơi xuống nước. Thuyền trưởng ra hoảng hốt, lập tức cũng nhảy xuống biển, muốn cứu con trai, nhưng không ngờ thuyền đánh cá đột nhiên chuyển hướng, kéo thuyền trưởng và con trai vào động cơ. Rất nhanh họ liền hóa thành một vụ máu. Cha và em trai chết thảm, điều này làm cho Dung xúc sụp đổ ngay lập tức, bắt đầu khóc điên cuồng lập tức sụi lơ trên bong tàu trong khi đó cảnh sát trên tàu cảnh sát biển cũng đổ bộ lên thuyền đánh cá tất cả đều bị tóm cổ còng tay chỉ có chun di trốn ở đuôi tàu rồi cô lặng lẽ xuống thuyền vừa đến hòn đảo gần đó tránh khỏi nguy cơ bị giam giữ hiển nhiên sự xuất hiện của cảnh sát biển không phải là trùng hợp trong bọn họ xuất hiện kẻ phản bội thông báo bí mật với hải quan nhưng thật kỳ lạ tham gia buôn lậu vàng vốn là trọng tội nhưng hầu hết các cô gái chỉ bị giam nửa năm chỉ có dung súc là hải nữ đội trưởng bị giam ba năm chung xúc trong tù, nghe tin đồn về làng trài, Hải Nữ Chun Ji được thưởng hậu hĩnh. Do có thông báo bí mật với hải quan, đó là lý do tại sao tất cả các cô gái biển đều bị bắt, chỉ có Chun Ji mới có thể trốn thoát bình an vô sự và mất tích từ đó. Nghe nói là trốn ở Seoul, vậy Chun Ji có phải là kẻ chỉ điểm không? Chúng ta hãy tiếp tục xem phần tiếp. Các băng đảng ở Hàn Quốc động hành đến mức nào? đang ở giữa ban ngày ban mặt. Cầm dao rìu đi vào khách sạn, một đôi nam nữ đang cố gắng thoát khỏi phòng khách sạn, nhưng đôi nam nữ này cũng không đơn giản người nam từng tham gia chiến tranh việt nam một mình diệt một đại đội quân việt nam không dễ gây vào chút nào thậm chí không cần hắn tự mình ra tay bởi vì đàn em theo bên cạnh anh ta cũng từ trong đống người chết bò ra sức chiến đấu vượt xa so với bọn xã hội đen Kết quả cuối cùng của cuộc đại chiến này rất bất thường, có một câu chuyện tuyệt vời đằng sau nó, tất cả bắt đầu từ một cô gái tên Chun Ji, cái gọi là hải nữ, sống dựa vào biển cả. Người đã được giới thiệu đầu bộ phim. Khi Chun Ji giúp bọn buôn lậu vớt vàng, không chỉ giết chết thuyền trưởng và con trai của thuyền trưởng, còn dẫn đến những cô gái khác bị hải quan bắt và nhốt vào tù. Chỉ có cô ta trốn thoát và đến Seoul, Hàn Quốc, làm nghề buôn lậu. Cô ấy buôn lậu lông thú đến Seoul, kiếm được rất nhiều tiền nhưng nó cũng ảnh hưởng đến những kẻ buôn lậu lớn nhất địa phương. Anh chàng có biệt danh Trung Sĩ Quân, để ngăn chặn các buôn lậu khác chiếm đoạt kinh doanh trên đất của mình, vì thế liền quyết định lấy chun Di khai đao. Tên Trung Sĩ này có nhiều thủ đoạn độc ác hung tàn, chun Di vì mạng sống, bắt đầu dùng mỹ nhân kế, nhưng Trung Sĩ Quân không bao giờ ăn thứ này. Hắn sau đó rút ra một con dao, chuẩn bị tiễn chun Di đi gặp ông bà tổ tiên. chun Di thông minh lập tức nghĩ ra cách giải quyết bởi vì hải quan Seoul gần đây kiểm tra rất chặt chẽ, công việc buôn lậu của Trung sĩ Quân rất khó khăn. chu di nói với Trung sĩ Quân, cô ấy có một lối đi buôn lậu rất an toàn, đó là làng Cheon nơi cô ấy từng ở. Cheon là một làng che nhỏ, cách không xa cảng lớn nhất Hàn Quốc, cảng Jin San. Dù sao thì đó cũng là nơi để tàu ra vào cảng Busan, cũng rất hẻo lánh, có thể tránh được hải quan một cách hiệu quả. Hầu hết những người buôn lậu đều mang theo hàng hóa, ném xuống vùng biển gần làng Cheon, sau đó tìm hư dân địa phương vớt lên. Cô ấy đến từ làng Cheon đó là người phụ nữ của biển cả, cô ấy có thể giúp trung sĩ quân vượt qua mọi thứ. Lời này nói đánh trúng tim đen của trung sĩ quân. Thế là hắn tha mạng cho Chun Ji. Rất nhanh, trung sĩ quân liền được Chun Ji giới thiệu đến làng Cheon. Nhưng phải đối mặt với một vấn đề, khi Chun Ji giúp bọn buôn lậu lấy vàng, không chỉ giết chết thuyền trưởng và con trai, và dẫn đến việc tất cả các hải nữ trong làng phải vào tù, ai cũng đồn Chun Ji là kẻ phản bội, báo hải quan vì tiền thưởng. Con gái của thuyền trưởng, Trung Súc, rất ghét cô ta khi biết Chun Ji đã trở lại Cheon lập tức đi qua cho Chun Di một bạt tay. Nói gì cũng không muốn hợp tác, Chun Di cũng không phải dạng vừa. Liền đứng dậy đọ xem ai bạt tay mạnh hơn, hai bên ăn miếng trả miếng rất quyết liệt, khi trục vớt hàng lậu để tránh cảnh sát biển. Tốc độ phải nhanh, kỹ năng bơi lội tốt, không được mặc đồ lặn. Vì bộ đồ lặn cần chi phí và sẽ mất rất nhiều thời gian để cứu hộ. Nên trung sĩ quân muốn mở đường buôn lậu ở đây, chỉ có thể dựa vào một vài hải nữ địa phương. Trung Súc hoàn toàn từ chối hợp tác, hơn nữa, Trung Súc kiểm soát tài nguyên mà cha cô để lại, lại ví dụ như tàu đánh cá trong làng cô ấy vẫn là hải nữ đội trưởng chỉ cần Trung Súc không mở miệng những hải nữ khác cũng sẽ không hợp tác sự tình cứ như vậy rằng có một thời gian Trung Súc sau khi ra tù mặc dù vẫn mang theo các cô hải nữ làm công việc trục vớt hàng hóa cho bọn buôn lậu nhưng lúc này lúc kia nghề này đã bị bọn xã hội đen địa phương kiểm soát băng đảng địa phương làm trung gian cho các hải nữ và những kẻ buôn lậu liên tục chèn ép họ kết quả là thù lao của họ dần dần không đủ sống những hải nữ để sống sót phải tiếp tục ra khơi vớt hải sản. Hơn nữa chỉ có thể ở vùng biển xa, bởi vì hải sản gần bờ đều bị nhà máy hóa chất làm ô nhiễm. Nhưng ở biển xa lại có cá mập ăn thịt người, rất nguy hiểm. Đây là một trong những hải nữ bị cá mập tấn công. Mặc dù đã giữ được mạng sống, nhưng bị mất một chân. Lúc này Chu Di nằm lấy thời cơ, hứa trả thù lao cao, yêu cầu dung súc được hải nữ trục vớt hàng lậu cho trung sĩ Quân. Trung Súc rất ghét Chun Di, nhưng vì sinh kế của các hải nữ, không thể không nhượng bộ, đồng ý với Chun Di, làm việc với bọn xã hội đen địa phương, giúp Trung Sĩ quân trục vớt hàng hóa, Trung Súc và hải nữ không phụ lòng Trung Sĩ. Hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, và Chun Di rất thông minh. Mỗi nhiệm vụ sẽ có thời gian tạm ngưng, hoặc sử dụng chiêu thức đổi chó thành mèo để tránh bị bắt giữ bởi cảnh sát biển, để cho bọn họ nhiều lần bắt hụt, không bao giờ có bằng chứng để bắt giữ. Trung sĩ quân cũng không phải dạng vừa anh ta phát hiện ra rằng hải quan có thể kiểm tra rất đúng thời điểm chắc chắn không phải ngẫu nhiên phải có ai đó chi điểm cho nên đã sớm âm thầm quan sát lúc này mới phát hiện đại ca xã hội đen địa phương chun Hu luôn liên lạc với hải quan trung sĩ quân có rất nhiều hàng hóa và trong đó rất nhiều thứ có giá trị phải dựa vào bọn xã hội đen địa phương giúp đỡ nhưng lại không nghĩ tới chùm băng đảng địa phương chun Hu, tiếp xúc với hải quan và tên cầm đầu chun Hu, chính là công nhân được cha của dung xúc thuê năm đó tuổi còn rất nhỏ luôn gọi các hải nữ là chị gái nhưng trong nửa năm hải nữ bị giam cầm hắn đột nhiên giàu có trở thành trùng xã hội đen địa phương chun ji ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh cầm tấm ảnh đi tìm chung xúc ngay và nói ra sự thật năm đó ba năm trước trong nhiệm vụ vớt vàng người chỉ điểm không phải là chun ji kẻ phản bội thực sự rất có thể là chun gu như vậy mọi thứ đều có thể được giải thích ba năm trước mặc dù họ bị hải quan vừa bắt tuy nhiên hải quan cho biết họ không thu giữ vàng mà là một số hàng hóa khác cho nên hải nữ mới bị nhốt nửa năm dung sốc làm hải nữ đội trưởng cũng mới ngồi tù 3 năm, nếu bị kết tội buôn lậu vàng, họ sẽ ngồi tù cho đến khi hết án, tình huống thực tế rất có thể là như vậy. Chun Gu và đội trưởng hải quan là đồng bọn, Chun Gu chỉ điểm, còn đội trưởng hải quan thì nhân cơ hội phải bắt họ. Nuốt tất cả vàng trong bóng tối với Chun Gu. Đó là lý do tại sao vàng biến mất. Hải nữ cũng không bị kết tội buôn lậu vàng, Chun Gu là tên vô dụng, đột nhiên phát đạt, cũng có thể là do nhận được một phần vàng. Sau đó có được tài chính cực lớn để chiêu mộ đàn em trở thành chùm mafia địa phương. Chu Di nói người duy nhất trốn thoát là kẻ chỉ điểm. Để có được bằng chứng rất đơn giản. Người tố cáo hải quan. Chắc chắn sẽ để lại hồ sơ tại hải quan. Vì thế, Chu Di liền để cho hải nữ đáng tin cậy. Đến dùng Mỹ nhân kế với phó đội trưởng của đội hải quan. Rồi tìm và đánh cắp hồ sơ của nhà báo 3 năm trước. Đúng như dự đoán. Người chỉ điểm năm đó chính là Chun Gu. Chung Súc lập tức hối hận không thôi. Suốt 3 năm, cô ôm hận vì kẻ sát hại cha và em trai mình tất cả đổ lỗi cho Chun Ji. Bây giờ có vẻ như cô đã đổ lỗi sai cho người chị tốt Chun Ji của mình, nhưng Chun Ji không trách chung Gu, bởi vì thuyền trưởng già như là cha nuôi của cô ấy, cô bắt đầu theo thuyền trưởng già từ năm 17 tuổi. Cô cũng rất khét những kẻ chỉ điểm, nhưng họ không cần phải làm gì cả. Bởi vì trung sĩ quân rất độc ác, tôi đã biết Chun Gu đã nhiều lần chỉ điểm, chúng ta sẽ triệu tập người từ Seoul trong 3 ngày nữa, giết băng đảng địa phương của chung Gu cùng với đội trưởng hải quan, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tin tức lại lộ ra ngoài đội trưởng hải quan đến làng Cheon trước. Đánh như tử hải nữ đã đánh cắp hồ sơ. Mà Chun Gu cũng nhân cơ hội ra tay, dẫn đầu đàn em tiêu diệt trung sĩ quân. Một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi, mở đầu là các pha combat combat không trượt phát nào của tên áo trắng, từng tên xã hội đen nằm xuống vụng máu. Và trùng hợp là, Chun Di đang ở cùng trung sĩ quân. Trung sĩ quân đúng là đàn ông, sau khi biết mình bị bao vây bởi rất nhiều người, không có một tia bối rối. Đầu tiên là nghĩ cho Chun ji đem cô giấu ở trong phòng, sau đó mới giải quyết với băng đảng bên ngoài. Tuy nhiên, bên kia có rất nhiều người, một nhóm bị giết, một nhóm khác lập tức vọt tới. Đàn em duy nhất của Trung Sĩ Quân, một mình cân hết tụi ngoài hành lang. Nhóm con đồ còn lại cũng mở cửa phòng Trung Sĩ Quân. Tất cả đều lao về phía anh ta như hổ bị bỏ đói lâu ngày nhưng bọn họ đụng phải cục đá cứng mang tên Trung Sĩ Quân. Như đã giới thiệu, Trung Sĩ Quân từng tham gia chiến tranh Việt Nam, một mình tiêu diệt một đại đội quân Việt Nam, sức chiến đấu rất đáng sợ, và người của hắn cũng là một tên bò ra từ đống xác chết. Khả năng chiến đấu bỏ xa những tên côn đồ này. Đàn em duy nhất của Trung Sĩ Quân gần như đã dọn dẹp hết mấy tên ngoài hành lang nhưng hắn cũng đã đỏ mạnh hết đà, liên tục bị đối phương công kích chí mạng, nhưng sức chiến đấu vẫn mạnh mẽ, bọn xã hội đen trong nhà không thể đến gần trung sĩ quân được, đều bị cho ăn hành ngập miệng, từng tên, từng tên ngã xuống, nhưng bọn chúng quá đông và hung hãn. tên đàn em muốn vào giúp, lại bị bọn xã hội đen đồng loạt xông lên, giữ chặt hai cánh tay. Sau đó, vô số dao nhọn liền đâm tới tấp. Mà trong phòng, băng xã hội đen địa phương đông người thế mạnh chiếm ưu thế, Trung Sĩ Quân dần dần không địch lại, bị đẩy vào phòng Chu Di đang trốn. Với sức mạnh của hắn, hắn có thể trốn thoát một mình, nhưng để bảo vệ Chu Di, hắn vẫn ở lại đây, chiến đấu đến chết với bọn xã hội đen này. Hắn đưa chun Di vào nhà vệ sinh, ngay sau đó quay đầu đối mặt với băng đảng Chun Di nhìn người đàn ông liều mạng vì mình. Trong lòng vừa cảm động vừa khiết sợ. Hầu hết bọn chúng đều bị đâm chết. Chỉ còn lại vài người bị dọa đến run lời bẩy, trung sĩ quân có thể xử hết bọn chúng. Nhưng tên cầm đầu băng đảng Chun Gu là một số thủ đoạn, buộc một tấm ván trước ngực. Đợi trung sĩ quân biết thì đã quá muộn. Trong nháy mắt con dao nhọn đâm vào ngực hắn. Nhưng trung sĩ quân vẫn chiến đấu hăng máu, cho dù bị thương nặng, vẫn hạ gục nhiều tên băng đảng, vì cơ thể bị thương nặng, thêm vào đó là kiệt sức, cuối cùng rơi vào thế hạ phong, đứng trước mặt Chu Jin nặng nề ngã xuống đất. Ngay khi Chun Gu sắp hạ thủ với Chun Ji, Chun Ji lại nghĩ ra biện pháp đối phó. Cô khai rằng Trung sĩ Quân đang có món hàng ở vùng biển gần làng Cheon, viên kim cương trị giá 3 tỷ quân. Chun Gu nghe thấy tiền mắt sáng lên, đưa Chun Ji về hang ổ ngay. Ngày mai chúng ta sẽ ra biển vớt kim cương. Chung Gu biết Chun Ji đang gặp nguy hiểm, cô đã bí mật báo cảnh sát, rất nhiều cảnh sát đã đến hang ổ của Chung Gu, bắt giữ nhiều đàn em. Nhưng đội trưởng hải quan sau khi biết Chun Gu gặp sự cố, cũng chạy tới, sau khi nhét một chiếc đồng hồ Rolex cho đội trưởng cảnh sát, với tư cách là một đối tác quen thuộc, đội trưởng hải quan đưa Chung Gu và năm tên đàn em đi. Chung Gu không thể giấu được nữa, đành khai ra, viên kim cương 3 tỷ quân. Những gì giấu ở vùng biển gần đó được khai báo cho đội trưởng hải quan, và đội trưởng hải quan còn tham lam hơn cả Chung Gu. Ngày hôm sau, hắn mang theo tất cả các hải nữ đến vùng biển chứa viên kim cương, bắt hải nữ xuống biển tìm. Sợ các cô gái bỏ trốn, hắn giữ lại một hải nữ làm con tin. Sau khi các cô gái xuống biển, đội trưởng hải quan ra lệnh cho lính của Chun Gu mặc đồ lặn vào xuống biển. Sau khi các cô gái tìm thấy kim cương, thì giết hết họ dưới đáy biển. Gần đó có rất nhiều cá mập, có thể giúp xóa sổ mọi dấu vết để tránh bị lộ, đội trưởng hải quan thậm chí còn ra lệnh cho Chun Gu giết người phụ tá đã theo mình từ lâu. Mấy tên đàn em của Chun Gu bơi theo các hải nữ, chỉ chờ các cô gái lấy được kim cương liền xử lý ngay, chúng ta hãy đón chờ xem. Năm tên đàn em của Chun Gu, vì những viên kim cương ẩn dưới đáy biển, muốn tiêu diệt hải nữ đã lặn xuống nước, nhưng họ không thể ngờ được, hải nữ có kỹ năng bơi rất tốt, có thể ở trong nước lâu, hơn nữa thân thể cực kỳ linh hoạt, bọn xã hội đen mặc đồ lặn, có nguồn cung cấp oxy, nhưng bọn họ không biết là những hải nữ giống như những con ong nước trong biển. Hãy xem trận đấu tuyệt vời này từ đầu. Một hải nữ không hề phòng bị nổi lên mặt nước để thở, nhưng lại bị tên đàn em một lần nữa kéo xuống đáy nước. Cảnh này bị dung xúc ở đáy biển nhìn thấy. Cô lập tức vọt tới, khi tên xã hội đen chuẩn bị dùng dao găm đâm đồng đội. Cô bơi tới nắm lấy tay cầm dao găm, sau đó dùng sao điệp cào vào tay hắn và bắt được con dao của hắn, rồi cắt ống thở oxy của anh ta. Trung xúc thậm chí còn chói trên hắn lạnh, nhưng tên xã hội đen này không thể so sánh với hải nữ. Khi mất bình oxy, chỉ chờ chết mà thôi, và anh ta vẫn còn vết thương trên người. Màu tươi rất nhanh sẽ hấp dẫn cá mập và trở thành khẩu phần ăn của nó. Vừa giải quyết xong một tên, một tên côn đồ khác lại xông tới. Hải nữ thay thế, vội vàng vứt bỏ hàng hóa, xoay người bơi đi. Ở dưới nước, hải nữ giống như cá heo, tốc độ bơi rất nhanh, mặc dù bọn xã hội đen mặc đồ lặn, vẫn không đuổi theo được cô gái. Cuối cùng, hải nữ lợi dụng địa hình dưới đáy biển dụ thành công tên mập đuổi theo. Rồi cho hắn kẹt trong khe đá. Sau đó, một hải nữ khác cũng chạy tới. Đầu tiên là tháo mặt nạ của tên mập này ra, cầm lấy hít thở oxy cho cả mình và đồng đội, rồi cắt ống oxy. Tất cả bây giờ đối với tên mập chỉ là cái chết. Với sự hỗ trợ của oxy, hải nữ thậm chí không cần nổi lên mặt nước để thở, có thể ở dưới nước ít nhất 5 phút. Tên thứ ba của băng đảng cũng bơi lại gần, đổi lại là một cái chết khác. Thảm cỏ có rất nhiều dưới đáy biển, vì thế hải nữ liền cố ý mang hắn đến nơi có cỏ biển. Quả nhiên, tên xã hội đen đổi theo lập tức bị cỏ biển cuốn lấy, sau đó toàn bộ hải nữ chạy tới. Họ ôm chặt tên này, rồi kéo thật nhanh cho hắn đâm đầu vào tảng đá dưới đáy biển u là trời cái đầu bị kẹt cứng trong hang lơn kiểu chết này có thể nói là cực kỳ thê thảm và hải nữ tên chun -Zi. cuối cùng cũng tìm thấy kim cương dưới đáy biển nhưng không ngờ tên đàn em thứ tư lại vào tới chun di này thành công đòn tấn công bằng dao của đối phương rồi đánh nhau trong nước với hắn chun di thân thể rất linh hoạt nhưng tên này cực kỳ mạnh mẽ dễ dàng đạp mạnh chun di xuống đáy biển trùng hợp chính là trước mắt đột nhiên xuất hiện một con bạch tuộc chu di quyết định thật nhanh nhanh chóng cầm bạch tuộc lên khi tên thứ bốn đến ném bạch tuộc vào mặt hắn mọi người đều biết sau khi bị bạch tuộc hút rất khó thoát khỏi đặc biệt là trong nước tên xã hội đen mắt không nhìn thấy gì cả với sự giúp đỡ của bạch tuộc chun di bắt đầu tấn công dùng móc sắt trong tay đối phương đâm vào cánh tay đối phương rồi bỏ chạy nhưng tên xã hội đen cuối cùng ở dưới nước tìm thấy hộp kim cương sau khi chun di hít một hơi lập tức lặn xuống đáy nước rồi ôm lấy chân hắn đẩy đối phương xuống đáy biển và có rất nhiều nhím biển dưới đáy biển trong nháy mắt đâm thùng bàn tay đối phương tay bị nhím biển đâm đau quá hắn bỏ chạy mùi tanh của máu đã thu hút cá mập bơi tới rồi xơi tay hắn nhanh gọn sau khi tiêu diệt tất cả bọn giàn em chung gu các hải nữ nổi lên mặt nước để thở đội trưởng hải quan không muốn hải nữ quay lại tàu liền bắn vào họ hắn thông đồng với bọn xã hội đen không chỉ tham lam kim cương bọn buôn lậu ném xuống biển mà còn muốn giết tất cả hải nữ, hải nữ bị giữ làm con tin chửi rùa với hành vi của hắn, liền đột nhiên sông tới, ôm lấy đội trưởng hải quan cùng rơi xuống biển. Các hải nữ lúc này mới đồng loạt sông lên, kéo đội trưởng hải quan chìm xuống đáy biển, cứu thành công cô gái rồi đưa lên tàu. Sau khi tiễn đội trưởng hải quan, đội trưởng rung xúc, mới kéo theo cái dương đựng kim cương bơi lên tàu, nhưng bất ngờ tên trùng băng đảng chun gu cũng mặc đồ lạn, đột nhiên xuất hiện giật lấy kim cương và chém vào đùi dung xúc mùi tanh của máu sẽ sớm thu hút cá mập tìm tới dung súc và đồng đội bất chấp mất kim cương chỉ có thể liều mạng lên thuyền đánh cá ngay khi chun gu lấy được cái hộp đúng như dự đoán con cá mập xuất hiện bơi qua đầu hắn hướng về phía dung súc bị thương ở chân dung súc và đồng bọn trước khi bị cá mập đuổi kịp con cá mập lao nhanh tới dùng hàm răng nhọn hoắt táp con mồi may mắn bị hụt cả đám lên kịp tàu nhưng lại không ngờ tên chun gu lấy được kim cương cũng lặng lẽ bám vào phao thuyền và hắn có súng trong tay hải nữ lập tức bất lợi dưới sự đe dọa của chun gu các cô gái phải nhảy xuống biển tiếp theo là hắn cầm súng lên bắn vào mặt biển hắn mở hộp ra sau khi chắc chắn bên trong toàn là kim cương chuẩn bị lái tàu cá để bỏ chạy để những hải nữ này lại trên biển tự sinh tự diệt nhưng hắn lại không nghĩ tới lúc này hải nữ đã lặn xuống đáy nước treo đeo thuyền lên tảng đá dưới đáy biển ngay khi chun gu kéo sợi dây nối với neo tàu hải nữ đã lẻn lên tàu kéo lưới đánh cá để cho hắn nhảy san tô một vòng nhưng các hải nữ chưa kịp động thủ dây thường đột nhiên đất khiến chun gu mất thăng bằng rơi xuống biển bỏ mặc hết liêm sỉ hắn cầu xin tha thứ nhưng hải nữ không thể tha cho hắn mà là lái thuyền đánh cá rời khỏi vùng biển này số phận của chùm băng đảng rất bi thảm máu tươi chảy ra từ mũi mang tới họa sát thân làm mồi cho cá mập Và những hải nữ nghèo khổ này cũng dựa vào sự thông minh của mình, có được tài sản mà họ xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh Téo Review nhé!